Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Ngân sẽ vô bếp nấu món súp cua luôn. Súp cua thì ở trong đây anh cho cả nhà cùng xem nè. Lúc nào cũng rút khi mình làm video là Ngân làm sẵn. Đây là xương gà, xương ức gà đang luộc. Nãy giờ thì để lấy nước ngọt làm nước súp á. Còn cái thịt này là giờ mình gấp nó ra. Ngân để một bên xong rồi mình sẽ xé thịt gà. Làm thịt nạc của phần súp thôi. Sáng nay là con không có đi chợ mà anh Bảo đi chợ gì không? Thì thấy mua cái xương gà nè, hầm nước ngọt, thì sẵn có cua trong nhà nữa, cua Cà Mau luôn cả nhà. Rồi cái nấu nồi nước súp luôn. Rồi, ngon quá. Cái nước luộc gà này em sẽ dùng làm nước súp cua. Nhưng mà để cho nó trong thì nó sẽ lược nó lại một lần nữa. Súp cua rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon á. Lâu lắm rồi không ăn được súp cua. Sáng sớm nay đi chợ sẵn có cua ở nhà mình nói thôi làm món súp cua đi. Ngon quá không ăn. Rồi tiếp tục bây giờ cho cho bắp vô ha. Rồi em cho bắp vô trước đi. Tại vì trong mấy cái này nó gần chín hết rồi. Chỉ có bắp là nó lâu chín hết rồi. Nó bắp để lấy nước ngọt của bắp luôn. Rồi. Bây giờ nguyên liệu mình cũng đầy đủ rồi đó. Nấm tuyết. Rồi bột năng. Đó. Trứng gà. Đó, rồi nguyên cái này là cả nhà biết không, 5-6 con cua luôn á, cua Cà Mau lại nhìn lại không biết là mấy nữa. Nhưng mà ngồi luộc nãy giờ mà được cái nhiêu đây nè, đảm bảo cái nồi súp cua này cực kỳ ngon. Giờ thì luộc cho nó bắp nó chín, thời gian đó thì em sẽ đi xé cái thịt gà này bắp ra. Giờ nãy giờ nấu rồi cũng chín rồi cả nhà, cái mùi bắp bỏ vô nó thơm dễ chịu ghê. Rồi giờ con sẽ bỏ tiếp tục đó là nấm mèo với nấm tuyết. Nấm mèo nấm tuyết ngâm nở xong rồi cắt nhuyễn bỏ vô. Nấm thì nó cũng nhanh chín à, nhưng mà nó lâu chín hơn cua với thịt mình đã chín rồi á. Rồi sẵn rồi em nêm nếm luôn. Con nhét vô nồi trước đi, thấy mẹ luộc nước mẹ có cho sơ sơ vô. Dạ, vậy con cho xíu hạt nêm thôi. Nêm nồi trước của mình trước. Cho một xíu đường. Rồi thử làm phần nữa thôi, tại vì trong cái nước luộc mẹ mới vừa nói là có cái hạt nêm rồi cả nhà. Nêm cho vừa ăn thôi. Tiếp theo luôn. Cái phần gà mới nãy Ngân vừa mới xé thịt đó. Đây luôn. Cuối cùng là cua. Tổ cua luôn, đúng súp cua luôn. Nhìn cái tô súp cua mà có mấy phần cua đó cả nhà. Hấp dẫn ghê ha. Ngân cho thêm ít nước bột năng nữa. Bột năng hòa chung với lại nước thôi nha. Ngân chưa canh được độ sệt nữa. Nhưng mà để Ngân đổ từ từ vô. Cho nó sệt sệt lại. Nửa đêm rồi. Ngân cho hết cái đó luôn. Sệt sệt lại mới ngon. Súp là không phải sệt. Rồi, nấu cho nó ấy cho nó tan, cái nó sệt lại. Đó, chất lượng của tàu súp cua. Còn thiếu một cái món cuối cùng thôi là trứng thôi là xong rồi đó. Rồi bắt đầu về cho trứng vô ha. Cả nhà trứng Ngân sáng tạo của Ngân đó. Bỏ vô cho nó. Cứ quậy tan lên, cứ quậy tiếp tục là nó sẽ hòa quyện như vậy nha. Sợi sợi à. Đó, quá tuyệt vời. Rồi tiếp tục để cho nó sôi dạo nữa mình tắt bếp rồi. Mà xem thử có cái độ sệt nó cần như thế nào, chưa có thì mình cho thêm đúng không? Ok. Rồi bây giờ múc ra tô nha mọi người nha.
nói vậy thôi chứ kêu múc gà tô chứ hai chồng ăn sáng mình cũng canh vừa đủ thôi. Chứ một súp mình là một cái tô cả nhà thấy không, ăn cũng không hết đâu. Để lấy ra mấy cái kèn đây đây đây. Ít đậu hành nha. Ngon. Hành ngò, hành tây, một chút tiêu. Rồi, chút múc sa tế nữa là ok. Chào sa tế thôi ha. Ừ. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi thì bây giờ là coi như là hai tô súp cua buổi sáng đã xong, mà nói sáng sáng cái giờ cũng gần 9 giờ. Nhưng mà cũng ra đây ngồi cho nó mát mẻ. Sao cái cả nhà thấy được cũng hơi nắng nắng nhưng mà nó sáng. Nó được cái là có ánh sáng. Thôi bây giờ đây có là tương cái gì nước tương với lại ớt sa tế của mẹ làm. Đấy. Rồi sao xin mời mọi người nha. Súp cua quá chất lượng luôn, tô súp cua. Không hỏi mà hồi ui à nóng quá. Dạ, dạ. Dạ. Ăn súp cua là phải nóng nóng như vậy nó mới thơm ngon. Ừ. Để thử coi. Rồi mời anh, mời cả nhà. Mời mọi người nha. Nó ngọt ngào. Thơm anh ha. Ngọt ngào. Thơm, thơm bắp rồi, thơm, thơm bắp. Hành phi, hành tím ngon gai rồi. Thấy toàn làm đồ ấy không à, thịt rồi cua rồi ấy không à. Bắp nữa. Ngon quá. Này chúc cho con ăn là tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Mấy món này là làm không có, nó rất là đơn giản, nó đơn giản cực kỳ luôn nhưng mà ngon. Với lại đầy đủ dinh dưỡng nên ha. Ừ. Bắp, đồ thịt, rồi cua, trứng. Cua ngày hôm trước mình có khách. Mua về mời khách. Nhưng mà ăn sáng mai còn lại khoảng 5 con. Nên mới nói thôi về sáng đi thì đi chợ sớm. Mua bỏ đi mua bắp nè, bỏ mua nấm nè. Rồi mua gì nữa, hành ngò. Mua ức gà về mới lấy cái nước ngọt đó về rồi bỏ làm xong xuôi cái là ngăn để ngăn chuẩn bị tại sáng ngăn còn lu bu mấy đứa nhỏ cho mấy đứa nhỏ ăn sáng. Ngọt ngào có mùi ớt sa tế vô nó thơm, cái cua nó chặt nịch luôn á. Tối qua sáng thì em luộc cua mà biết mấy cái đường cua mà chắc ở nhà là cái ngoe nó hấp đưa lên dưới rồi thịt không là thịt luôn á. Đúng, đúng đúng ngon tự là mời chị order thêm của cái em đó ở bên quận 8 rồi thêm nó về mắm siêu to không rồi nó vô bạn giới thiệu cái súp nước sốt Ngọc gửi về, bữa Ngọc gửi về em cùng hàng Vị Hoa với lại là quần áo cho Vincent. Nhưng bữa đó cái camera quay rồi, quay rồi mà cái camera không biết sao cái thẻ nhớ nó bị hư nên thành ra không có cái video đó cho mọi người. Có một cái là lọ nước sốt của Ngọc hay ăn của cái cô gì nói là YouTuber nổi tiếng của thế giới đó, của Mỹ chứ không phải thế giới, thì cô sản xuất ra cái lọ sốt đó rất là ngon, cũng rất là háo hức. YouTuber háo hức cho mình thử cái đó. Bữa giờ chúng chưa có cái cơ hội để thử. Mấy cái này là nói nhiều quá cái cuối cùng nó cổ họng nó bị khan, cái tiếng nó nghe khào khào luôn. Thịt cua, bắp, gà, xíu hành ngò, thơm. Ở gần nhà ngay phía sau đây là nguyên cái chỗ đó, cái vườn đó cả nhà. Anh sáng anh nuôi gà rồi đó, sáng nay em mới để ý dậy sớm quá cái 5-6 giờ anh biết không. Tiếng gà gáy tưởng mình giống như ở quê vậy đó. Dậy sớm mình mới nghe được tiếng gà gáy. Anh nuôi gà sắp
tới là Ngọc cũng có gửi về khoảng vài trăm cây son, đang trên đường gửi về rồi đó, nên là Ngọc sẽ bán thêm son môi. Thì mọi người cứ theo dõi cái kênh của Ngọc hoặc là cái trang fanpage của Ngọc và Phú Bảo thì mai mốt sẽ có bán thêm son, mọi người mình có thể liên hệ. Nói chung là càng ngày tụi không khi mà mình bán hàng đó, thì mình sẽ suy nghĩ ra được nhiều món hàng, với lại nhờ cũng cô chú ủng hộ nữa, cho nên là gợi ý cho mình những món hàng mà cần thiết cho mọi người á. Mọi người cần cái gì thì có thể comment rồi tụi mình nghiên cứu cái hàng nào xách tay về được là tụi mình bán. Đúng rồi, cua chắc địch luôn, qua mua có 230.000 ký mọi người. Sẽ nhiều khi là có bạn sẽ hỏi là order ở đâu thì mình order trên Facebook. Một cái bạn đó cũng là người kết bạn với mình rồi thấy em đó đăng thì mình order. Rất ngon. Bé đang phụ thân á, cũng là người Cà Mau. Nhà đang nuôi một cái vuông tôm với cua nữa, một đìa cua với lại tôm. Nãy ăn 4 cái càng nữa. Ngon ghê. Bớt rồi hả, con có chừa cho có rồi. Cho mấy con. Sáng thì mẹ mình nay ba không có vô video, mẹ mình cũng làm tô ở trong đó, cộng thêm là sáng thì ba đi ăn sáng sớm chở mấy đứa nhỏ chở Minh Sình đi ăn sáng, còn mình thì sáng khi nào ăn sáng từ khi sáng nào ngân thì sớm ngân có thời gian để ngân vô bếp nấu á thì đợi mình ăn luôn, mình không là sáng cứ pha ly cà phê. Giờ Vincent nó lớn rồi cả nhà, nó thích được sáng là được đi ăn sáng cà phê với ông nội, được chủ yếu nó ăn ít nhưng mà chủ yếu là giống như cái không khí nó ham vậy đó. Hai ông cháu ngồi ăn sáng khi cả tiếng hồ mới về. Cho em nghĩ nhiều khi sau này ba mẹ mà có qua Mỹ á, là cái ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật á, vợ chồng mình cũng sẽ sắp xếp cho con đi ăn sáng như vậy đó, làm vậy cho con nó thích, tạo cho nó cái niềm vui ăn uống cùng gia đình rồi trò chuyện cuối tuần đó cả nhà. Sáng uống cà phê, chở đi hồ bơi, ví dụ vậy. Mấy bữa trước là gia đình Ngân vẫn như vậy, có nghĩa là cuối tuần là dành thời gian cho Vincent với Bali nhiều lắm. Tại nguyên tuần con đi học rồi, không có thời gian bên con. Mà cả nhà biết là bữa giờ là bắt đầu Corona quay lại á, là Vincent nghỉ học ở nhà nguyên tuần rồi. Đi ở 2 tuần, 3 tuần, 2 tuần rồi, đầu 1 và 1/8. Đà nóng có gió, khổ mà mát quá. Ăn cái mấy cái này là nó thích có cắn vô mấy cái hột bắp ấy. Nó ngọt ngọt. Đó. Bắp này bản thân nó đã ngọt. Sáng ra. Sáng ra ngoài ngồi giữa mát mẻ, thoải mái sảng khoái, sáng một ngày mới làm việc vui vẻ. Bà xã giờ bếp nấu bữa ăn ngon ha mọi người. Dạ anh ơi, trên bàn này vợ chồng mình thiếu hai ly cà phê ha. Mấy nãy em quên đi ra. Rồi thôi, như là buổi sáng ngày hôm nay đơn giản với món súp cua nhanh gọn lẹ, nhưng mà nguyên liệu thì cua thì nó cũng hơi mắc tiền, còn lại cách nấu thì rất là đơn giản cái súp. Rồi thì xong rồi, hai chồng mình cũng xin kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương video của gia đình mình. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.